Hello mọi người, hôm nay mình sẽ mở thêm Gasat Goody Chambara nha. Đây, Gasat để Candy. Này, mình lấy ra chơi bữa không có coi, giờ mới biết cái này cũng bị hư nè. Cây okay, à cái này vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà mình cũng mở ra do có các bạn trên YouTube bạn kêu mở cho bạn nó coi, mà thì sẵn để mình mở luôn nha. So sánh hai cái nè, so sánh giữa DX với lại Candy. Dĩa siêu nhân family bạn ạc tên gì á, có coi nhớ cho mình một like nha bạn. Đó, cái này bình thường nè. Bây giờ mở. Mở pin đã. Đó. Bên X thì pin nó nhiều hơn, pin nó 3 cục lận. Đây. Đây mình mở nha. Đây, Candy này phải dùng lực, nó hơi cứng. Cấu tạo cũng khá đơn giản mà không như mấy cái vai stem năm nay cấu tạo phức tạp lắm. DX nè, mở dễ luôn á, thề mọi người. Đây, như pin này pin xịn hơn nè. Ủa đâu, cái loa này loa xịn hơn này. DX nè, DX Candy loa xịn hơn nè. Đó, mấy thanh này nó cũng xịn như bộ led nè. Cái này là cái cục mà chắc cục vừa vừa pin á, bên đây không có, bên Candy không có. Nó, ở nút reset nè. Đây đèn led không có nè. Có led. Đây là cái nút reset nè. Với lại cái này nữa nè. Ui. Em rớt ra luôn rồi. Kệ. À cái này nè. Cái này là nó in luôn á, còn cái này là không không có in. Cái này là in màu luôn. Đó, kiểu là nó vừa đèn led đó.
Ủa này nó dám ăn keo hả ta? Này phần keo nè. Keo thì để đỡ dán cái đèn led vô trong đây cho nó dính chặt hơn chứ không phải bị lung lay á. Đó đèn led nè. Dễ mà. Đó. Nút reset. À cái này nè. Cái này một led đúng không? Thì ở trong cái gas sát maximum á, thêm một cái chỗ này nữa. Đó là kiểu cho nên là nó dự trữ led 2 nè. Mọi người thấy không ta? Đó nó cũng làm trước mà. LED 2 nè, LED 1 nè. Khó thấy quá ta. LED 2. LED 1 là cái này nè, LED 2 là cái này nè. Bây giờ mình muốn chế thêm á, gắn thêm một cục LED đây nữa nè, là hai màu. Anh là tính toán ghê lắm. Đó, vậy thôi. Đâu từ từ để mình lấy thêm. Để so sánh đi. Nè, ấn xuống. Đó. Ví dụ vậy cho dễ ha. Ok rồi. Đó. Thôi giờ lắp lại thôi. Lắp này có hai cái chốt nè. Ôi, cái này phải cẩn thận nha, chứ đèn led nó mà gãy miếng là ăn ăn đồ bùi. Đó. Quá dữ luôn. Vậy nha, ok. Ok nha, đúng rồi đó.